Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2021, một cây phượng hàng chục năm tuổi trên tuyến đường Hùng Vương, đoạn gần điện lực Sa Đéc thuộc phường 1 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bật gốc chắn ngang đường, đè một người phụ nữ bị thương. Sự cố này đã khiến giao thông qua đây bị ách tắc. Người phụ nữ bị cây ngã trúng cũng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Lực lượng dân quân và công an đã có mặt để điều tiết giao thông. Nhận được tin báo, ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc đã điều người và phương tiện đến xử lý hiện trường, thu dọn cây phượng. Cây phượng bị ngã để lộ lên phần gốc đã mục, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cây ngã giữa trưa. Được biết, thời gian qua, đơn vị quản lý cây xanh cũng thường xuyên kiểm tra các cây xanh lâu năm trên địa bàn. Tuy nhiên, điều lạ là cây phượng này đã mục cả phần gốc, nhưng cành và lá vẫn tươi tốt. Vì thế, ngành chức năng rất khó phát hiện cây này đã bị mục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.